Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Làm để lại cái cửa sổ đi bằng nhau. 4. 4 team bạn ạ. 4 team á? Ủa ngon. Ui đông. 4 team. Kèo gì cũng nhận nhá mọi người. Lớp 2. Nhảy ra xong lại giật ngược lại này. Game nhái. Trong nhà mình có người. Đúng không? Chuẩn này. Cô em. Ủa trong nhà xích lợn đúng không? Đúng rồi. Ôi xong. Đúng rồi. Được rồi đúng không? Anh không cần sang nữa đúng không? Anh giải quyết. Mày. Clear, xong. Okay. Chạy xe luôn à? Chạy xe gì anh? Nó coi, tăng. Có thằng tới. Xe trong. Ô, nhân giáo. Vào nhà, tính xong. Vào nhà. Có băng đen ở đây này. Đông. Nó sang rồi nhá. Ok, đợi xíu này. Nó ở tầng 1. Quắc. Một thằng. Ui cảm ơn Đoài rất là nhiều nhé. Nhà anh sao rồi? Nó ở trên đầu anh. Okay. Linh sang đầu đấy, giết. Nó nhảy. Có một thằng đẩy vô nữa này. Anh chạy ra. Cẩn thận nhá. Nó ở ngoài. Xỉa đi. Nó ở ngoài. Viên này. Ui, thằng nào đứng đây? Ui ôi, em đang thấy tự nó nhảy vào mồm em. Ừ. Hết cả hồn à. Kìa. Ở nhà ca kìa. Nhà ca nhỉ. Trên giàn giáo xong rồi. Dân giáo có đâu, dân giáo em hiểu thế. Đừng có trèo lên dàn giáo xích lợn. Đừng có trèo lên dàn giáo 4 tim cơ mà. Cái góc của em lên dân giáo bắn đẹp mà. Vãi nồi à. Tùy, tùy, tùy. Tùy, ok thì em lên. Qua ly đi Linh ơi, qua ly đi. What? Cống lý à, không cống cá à đúng không? What the fuck, cống cá làm chi vậy? Làm gì? Thế là chị em kiểu gì chơi nhau à đúng không? Linh ơi, đợi anh. Đây em đang nấp ở đây thôi, em không công, bọn nó ở gần bên chỗ nhà máy cơ. Hình như nó ở mấy cái ụ tròn đấy em, mấy cái ụ tròn đấy. Đấy, gần chỗ đấy. Nó nấp rồi. Tầm này nó nấp hết rồi. Nó không dễ để cho mình. Chạy vào chỗ nhà máy rồi. Chắc không? Chắc, em nhím một thằng thôi, còn đâu không? Hay là còn không? Nóc một ở đây. Location. Kìa, quay ngược lại, hai thằng quay ngược lại. Mark the location. Lên đi em, lên đi. Đọc 3 rồi. Ôi thầy thằng đốc à? Em gạt cho anh à? Đây. Ở trên. Đây. Ok. Trên đâu? Ủa nó đâu á? Em đang... Ôi, ngoài mà. Nộp. Nó cứu được thằng của em rồi. Ôi, nó cứu được thằng của Linh. Nhỏ vãi nồi Linh ạ. Đâu, nó cứu thằng của anh chứ hả? Cái nào của em? Của anh em. Của anh của em ấy ta em. Của em cái gì công, nó cũng chết rồi. Công cá đi. Công chơi như cái giấy. Cái sổ giấy. Còn nghèo lắm. Đi chỗ bú liềm đi. Bú liềm là cái gì? Đây à. Quá cả bú liềm thằng lên. Chào. Này, ngôi sao à. Mark the location. Cẩn thận nhé. Ôi toa. Ôi sao. Ôi. Hay. Smoke. Điều có này. Ok, cứu liều đi. Cảm trí thế. Trong lòng chảo. Lòng chảo, okay, cẩn thận nhé. Em móc được, em móc được. Cút đi.
Nóc. Ôi. Cam chí với chúng tôi này. Cam chí với chúng tôi này. Hay em ơi, em hay hay hay. Em hát rồi lên. Em bờ rô, em bờ rô, em bờ rô. Vã, vã. Clear chưa? Clear chưa? Chưa, 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 chưa. Em ui, siêu phẩm yếu ở ngay trong. Bắn phê nét ở đâu ấy? Nổ đâu, nổ đâu, nổ đâu, nổ đâu. À thế luôn đúng rồi. Bắn thế không chết. Thằng lính chết rồi kia, cứu thằng lính đi kia. Ủa, Tuấn đang chưa không cứu à? Ủa, Link on... em không cứu à? Nhằm gần anh ấy. Để trả lụa, nó không cứu em mà nó ác quá, nổi, nó bắn bot kìa. Anh ác, anh gần. Anh đấy, anh, ừ. Không hiểu luôn. Ủa, thế anh gần em à? Bắn một đầu anh rồi. Giờ anh mới biết đấy, Đậu Phộng xin lỗi em nhá. Đậu Phộng. Anh ác quá nổi. Đi hai các bạn thêm cho này. Cái keo ní là thằng lính nó xiên gạt để nó lướt mà. Nhìn nhá. Có xe luôn gần kìa, có xe trước mặt đấy, vừa mới chạy được từ bên trái qua. Đây đúng không? Ủa, đâu nhỉ? Nó vào trong khu chung cư đã. Ok ok, trên tôi chứ. Từ từ. Đó. Nhẹ nhàng. Cái xe vô kêu nhẹ nhàng. Trên nhà. Ui, nó đáp bom. Nó đáp rất nhiều bom. Nó đáp sớm mốc rồi. À, nó đang cuốn máu ở trên nhà, trên gác. Cứu. Ngồi đây mà cuốn máu thì chịu rồi. Cuốn máu vừa cứu ạ, à, ở trên còn. Thì bắn, bị bắn. Ui, bắn thôi ạ. Cái gì vậy? Ai bắn tao vậy? Trong buồng này. Bên phải. Ở xa bản em. Nhưng mà bản đáng sơ vãi luôn. Cứ bình tĩnh. Nhưng mà em sơn, em lo nắng. Lo nắng đẹp trả luôn. Anh em thấy được không? Nghe chuẩn thế cơ mà. Cuộc đời em chưa bị ai bắn như vậy rồi. Em lo nắng, em sơ sơ. Nghe quá chuẩn luôn. Được không? Anh có bật Amacid không á? Đấy, mình có mọi người ạ. Hỗ trợ ngắm này, bị tường chặn này mình cũng bật luôn. Tội gì? Có, anh nghĩ là bọn này một team khác mà. Đi không? Đi luôn. Bên trường học như còn sao ta? Anh nghĩ trường học chắc chắn là còn, chắc chắn. 1000% là còn. Đi. Giết tao đi. Giết được tao giết đi. Em bơm xăng cái nha. Ôi, đâu. Cái đẹp. Nó bắn kìa. Ủa nó bắn đâu? Bắn điêu lắm luôn đấy, bắn điêu lắm luôn đó. Anh tua lại livestream này sẽ thấy hướng cả. Nó ở trên đó. À rồi. Nhà ấy nhà. Ừ. Nhưng mà không phải bọn này đâu. Đi lên luôn đi anh. Ở trên đôi, nó bắn đấu vãi thì. À, đang bơm xăng. Trong nhà. Ngoài. Trên gác. Cẩn thận. Hốt nó. Bom. Úi dồi ôi. Hay là thằng này? Có khi thằng này không? Ông thằng này bắn gần thế sao lại không nghe thấy? Bắn gần mà. Nó súng gì? VS này. VS thì cũng phải nghe, cũng phải có tiếng chứ. Đi thôi. Cầm xe nó. Gạt đúng. Chè nó một đây, để tôi em qua. Bao cốt thế thì giết anh. Rút chốt thế là sai rồi. Gặp thằng nào nó húng chó nó đẩy ngay. Không, nó rút chậm, nó em lên đến cầu thang nó rút thì là kịp quá. Nó đang muốn rút để chặn đường mình lên ấy. Vừa có công văn kể từ 12 giờ ngày 6 tháng 2, 21 kiểm soát người ra vào Hải Phòng giãn cách xã hội. Bắn xào vừa thôi. Bắn đá, không đá qua, buồn tí à. Người từ vùng thôi. Dịch về thì mới dịch ấy thôi, còn đồng người ngoài vùng dịch mọi người. Vậy đấy. Nguyễn Thanh Huy tăng chuẩn tái spin uống trong mạnh 20.000. Cảm ơn Huy nhá, cảm ơn những bạn rất là nhiều luôn ấy. Đáp thank you. Ừ, nhập cái không muốn. Tôi lấy quá thì mình mạnh quá. Chính thế nhờ, đúng là kiểu mọi người mình off mấy ngày ấy, xong rồi bây giờ được donate sướng quá. Ủa ôi. Anh chỉ phép bơm máu hết đâu. Mất máu nha chứ nữa.
của đúng hàng xóm đang cầm búa gõ tường rồi anh em ạ. Có phải nồi ạ, đối với công dân vào thành phố cơ quan kiểm dịch Hải Phòng yêu cầu phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do lịch trình vào thành phố. What the hell? Phải nồi. Bạn ý nói chuẩn đấy, từ Hải Phòng từ 12 giờ trưa mai kiểm soát. Ôi thiệt đó hả? Nguồn VTV, ôi thiệt đó mọi người. Phải nồi, thế là mình phải ra quận 9 à? Mình phải ra quận 9 xin à? Chờ. Thắm thế nhở, lại còn lăng nhăng, lại còn lăng nhăng kiểu giấy tờ, dính những giấy tờ mệt lắm mọi người. Kìa, giấy tờ vậy còn nhau. Lâu. Xe kìa, xe kìa, xe kìa. Trong cảng có xe kìa. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị nhá. Ôi, trên có, trên có, trên có. Trên nào, trên nào? Đây, kia. Ok. Con bò. Luôn ạ, vô lý. Chị giỏi mà em, chị kiểu xin. Không vô lý đâu em. Ở trong kho. Ok. Nick thẳng luôn này, Nó ở bên ngoài kho, đúng rồi. Chạy rồi. Hai thằng đấy. Vào luôn đi Phúc, vào luôn. Xong. Chị bị từ. Mẹ, chị đang bị kiểu nó lỏng cái dây cắm á. Cô không nghe được nữa thôi. Nguy hiểm vãi nồi ạ. Ba thằng ở ba góc, vãi trưởng. Được rồi. Ba thằng luôn, em tưởng hai thằng nữa chứ. Ba thằng. Thế nó ngồi im này thì ai đỡ được. Được của nó đấy. Chạy thủ ở đây ta, chưa hiểu lý do lắm. Chắc nó mới ăn thấn sao. Lấy xe của nó đi luôn này, xe của nó có nắp phải. Xe nổ. À, nổ ra. Đây, ở đây có mấy con xe. Ui, xe nổ hết. M24, K98 một mã luôn. Đầy xe ra. Tiếng ơi. Mất tiếng game à? Lấy giáp 1 đi kìa. Tôi giáp 1 mãn được anh em ạ, chả cần đâu. Tôi nghĩ chả cần thay đâu. Giáp đó, nắp bét, giáp 1. Anh cũng giáp 1 này. Mất tí. Còn có 5 người nữa, ngại đổi lắm. Được nhiều, ui, 3 phút nữa. Em mày cứu ơi. Được đấy, vẫn kịp kèo của chị. What, what the hell? Trên ấy, trên là giá. Lên. Phúc. Nhanh, đừng để nó qua. Chê. Ui, trên nhân vào đi. Thằng khốn nạn. Giết nó. Đúng rồi, để em. Ôi, xong. Ôi. Chèn giáo hai bên nha. Khi nào cơ? Em nốc một thằng rồi đấy. Ôi nó gạt rồi. Gạt rồi. Là khốn nạn. Em nốc thằng giáo gần rồi. Này vào giáo gần đi anh ạ. Đây. Nguyễn Thanh Quốc 50.000 xích lần 5 cốc trà sữa đêm. Em cảm ơn anh Quốc ạ. Em cảm ơn anh Quốc nhiều. Em cảm ơn lý tên thừa của anh. Nãy thằng kia nó ở bên bên đây, yên tâm bên đèn giáo bên kia, nói bên đâu thì nó cũng chuẩn bị chết rồi. Anh gạt cho em ấy, anh okay. Gạt cho em. Cái thằng bán ốp nãy nó đứng bên đấy đấy. Không, nãy nó đứng bên đấy. Không thấy. Bây giờ thì không biết. Anh thấy nó chưa? Không thấy. À rồi, anh chắc. Thấy nó rồi. Nó ở thùng đỏ. Thùng đỏ. Bên cho em, tụi em cái. Watch out. Lại lên giàn giáo rồi em ơi. Lại lên à. Con này không ra được. Lên giàn giáo. Lên trên đỉnh luôn này hả? Trời ơi bạn nó ơi. Nó cầm ốp đấy anh nhá. Con này chậm, con chậm lắm. Nó cầu thang đấy em. Góc phúc bắn được. Chỗ nào anh em không thấy. Đúng chỗ anh chấm luôn. Chỗ em bị khuất rồi. Ok. Rồi xong. Ai nổ vậy ạ? Viên đầu luôn ạ. Khủng đầu đây. Láo. Nhẹ nhàng đấy. Không có máu để bơm luôn ạ.
Ủa, thằng này lụt chặt ốp xong thì đi lên trên này, xong rồi tụi kia đứng ở đấy ạ. Và ai nổi à, nhau. Này rồi. Thì đứng rình với chúng tôi này, thì gạt với chúng tôi này, chết hết đi. Trận này sao lợn xích lợn ăn kèo đây. Trời ơi, tao 8 kill rồi mày. 8 kill em sao vượt được anh. Chui, em chết thôi. Quả anh em thấy nhấp nhả được. Bắn mini như bắn ốp mà. Thì bắn với ốp phải như thế chứ anh em. Đâu có bạch phát vào đầu đó là tèo. Thế luôn rồi, cái điện thoại ông Tuấn toàn bỏ mấy cái ảnh chi mô mô của mình không. Xuống đi em ơi, xuống đi em ơi. Lên thiếu cái gì mà lên tới đây lút rồi. Nó nhặt ốp rồi, còn có 3, còn có 3 thằng nữa nhặt ốp một chí. Cầm cái đẹp anh, trang trí. Ờ hả. Dạ mềm nát bét à. Cảng trận này cũng căng thẳng phết. Thế là cảng bọn nó đang dình nhau, mình đến. Thể nào nó ngồi trong đấy có xe nổ, nó cái các thứ hóa ra đang dình nhau anh em ạ. Dình cái gì mà ba thằng ngồi trong kho. Ừ. Thì trên cái giàn giáo nó đang dình, xong rồi mình đến cái là nó thụt hết vào trong kho luôn. Có thằng nhặt rồi. Đi. Có cái giáp một bản kìa. Thì quanh đây rồi đấy. Là thằng anh mày nhặt đó, đậu phụ. Ra ngoài bò ăn. Ừ. Ủa, thằng chết bò nữa kìa. Có thằng outside nữa. Bot à? Bot, anh nghĩ là bot. Để mình tìm nốt hai thanh niên nữa. Ăn kèo chị Sun. Chị Sun ơi, chị chuyển luôn cho em cũng được nhé. 11 giờ rồi chị. em chắc kèo Linh. Rồi. Thằng Linh nó đang chân chân bất lộ tướng đấy. Linh không thể vượt được anh. Ê, trong, rồi trong, trong, nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà. Thôi. Tắt điện. Ui dồi ôi, ngáo vãi nồi. Còn người ta chạy đến nơi rồi, ông ấy chạy ra kề ạ. Mà chạy thì chạy nhanh lên, chạy còn chạy chậm nữa, chạy lù ra lù du. Ê, ra nơi mình vừa vào thì chết luôn rồi đâu. Chán không muốn nói. Chán không muốn nói luôn. Tết làm con 11 Pro Max về chơi được không anh ạ? Ui, có tiền mà mua 11 Pro Max mà vẫn ngon. Quá xin. Quá xịn luôn. Chứ anh thấy anh đánh giá nói chung là một Pro Max bây giờ mua 11 Pro Max là ngon ngon nhất rồi, còn 12 thì nó phải chờ thời gian nó tối ưu cơ. Ờ đúng rồi. Em kiểu chỉ ham mua Pro Max, 12 Pro Max về bây giờ kiểu nó cứ tới giúp cả ăn nó bị drop FP đấy, bực mình vãi nồi luôn. Chả biết nó ở trong nhà nào nữa. Ở nhà thì đâu đây bạn ơi. Rô bạn ơi, rô không thấy luôn. Nhậu bạn ơi, nhậu. Ôi giời, vãi nồi sao?